PQ Channel xin chào các bạn. Thưa các bạn, kể từ khi VinFast tham gia vào lĩnh vực sản xuất xe điện tự hành thông minh, có vẻ như các quốc gia Đông Nam Á khác cũng đang sốt ruột khi tỏ ra chậm chân trong lĩnh vực này. Mới đây, người dân Malaysia tỏ ra hứng khởi và tự hào trước thông tin họ sắp có sản phẩm ô tô điện thông minh tự hành Make in Malaysia mang tên Myka. Vậy thực hư thông tin là như thế nào? Chúng ta hãy tìm hiểu trong video này nhé. Mẫu xe điện Myka Concept của startup Ever Innovation sắp được đưa vào sản xuất thương mại tại Malaysia. Mới đây, công ty khởi nghiệp Malaysia Ever Innovation, công ty phát triển của dự án xe điện Myka, đã ký một biên bản thỏa thuận với Viện Ô tô Robot IoT của Malaysia về tiềm năng của dự án để sẵn sàng đưa vào sản xuất. Cùng với đó, một công ty con của nhà cung cấp công nghệ thông tin và truyền thông địa phương, dịch vụ tư vấn hệ thống, cũng đã đăng ký biên bản thỏa thuận với Ingress Corporation để xem xét sản xuất các bộ phận trên xe. Mẫu xe điện Myka nằm trong dự án hiện diện lần đầu tiên trước công chúng tại Hội chợ Khoa học Kỹ thuật Kuala Lumpur vào tháng 11 năm 2019. Thiết kế của xe với các đường nét ngoại thất vay mượn từ mẫu xe Honda Jazz thế hệ cũ, cửa xe và hệ thống treo của Myka lấy trực tiếp từ da, thân hình xe bằng composite da cường sợi thủy tinh, hệ thống khung gầm do hãng tự chế tạo. So với phiên bản ra mắt lần đầu, phiên bản nâng cấp mới có một vài chi tiết trên xe được sửa đổi bổ sung như giải đèn LED và huy hiệu Myka nổi bật ở phía sau, cùng với hai anten tín hiệu ở phần trên của kính sau. Nhà sản xuất cũng đã nâng cấp nguồn pin trên xe điện Myka từ 16 kWh lên 28,7 kWh. Đồng thời, quãng đường di chuyển của xe cũng được gia tăng từ 150 km lên 300 km. Thời gian sạc pin của xe mất khoảng 4,3 giờ. Với tốc độ sạc 6,6 kW, việc trang bị pin dung lượng cao hơn cũng làm tăng trọng lượng của xe từ 900 kg lên 1016 kg. Gói pin của xe được tạo thành từ 32 cục pin lithium sắt xuất phát của hãng Trung Quốc với tổng trọng lượng 100 kg. Công suất vẫn như cũ ở mức 32 mã lực và mô men xoắn đạt 295 Nm. Hai động cơ trung tâm 12 kW dẫn động bánh sau. Như vậy, nếu so sánh về mã lực thì chiếc xe này nhỏ hơn rất nhiều so với VF E34 cũng như VF E35 đều có mã lực từ hơn 100 trở lên đến 200 hoặc thậm chí là ở phiên bản cao cấp là 400 mã lực. Trước đó, phiên bản 10 kWh có tốc độ tối đa 104 km/h và thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km mất 16,7 giây. Với thiết lập mới, tốc độ tối đa đã lên tới 140 km/h và thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h mất 18 giây. Một số đặc điểm khác của Myka là gương chiếu hậu truyền thống được thay bằng camera, hình ảnh hiển thị qua màn hình LCD ghép bên trong xe. Trên nóc là các tấm hấp thu năng lượng mặt trời, hỗ trợ sạc pin hay hệ thống điều hòa nhiệt độ. Nếu đi vào sản xuất thương mại, mẫu xe điện Myka sẽ có giá bán dưới 50.000 ringgit, tương đương khoảng 276 triệu đồng. Theo SCS, hãng đã tốn khoảng 150.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 3,44 tỷ đồng cho chi phí phát triển Myka ở giai đoạn đầu. Xe điện EV được coi là tương lai của giao thông vận tải, mặc dù có một số thách thức đối với việc phổ biến áp dụng công nghệ này. Trong đó, có việc giá xe điện thường cao hơn giá xe xăng truyền thống. Mặc dù dự án Myka của công ty khởi nghiệp xe điện ở Malaysia có thể mở ra khả năng xe điện sản xuất trong nước với mức giá dưới 50.000 ringgit. Mặc dù vậy, một số thông tin cho rằng mục đích cao nhất của EV Innovation khi chế tạo ra Myka không phải là chế tạo một chiếc xe hơi thương mại. Theo Rahman Erahim, chủ tịch điều hành của công ty mẹ SCS, ý tưởng đằng sau Myka là tiến hành các cuộc nghiên cứu và phát triển cần thiết trên nền tảng EV, đồng thời trưng bày các khả năng đằng sau công nghệ này. Cuối cùng, SCS đang tìm cách bán công nghệ cho các hãng sản xuất thiết bị gốc quan tâm đến việc sản xuất xe điện. Trong mọi trường hợp, dự án xe điện đang ở giai đoạn tiếp theo. Với biên bản thỏa thuận mới, MOA được ký kết với Viện Ô tô, Robot và IoT Malaysia. Biên bản thỏa thuận mới đã được ký kết liên quan đến quá trình tương đồng của dự án Myka, có nghĩa là nó hiện đã sẵn sàng để sản xuất thực tế. Bên cạnh nguyên mẫu hiện tại, ít nhất 5 chiếc EV nữa sẽ được sản xuất trong giai đoạn này, với dự án hiện đang chuyển từ giai đoạn nguyên mẫu thử nghiệm sang phục vụ phát triển một chiếc ô tô điện sẵn sàng di chuyển trên đường. Rama Erahim, chủ tịch của SCS nói, SCS không quan tâm đến việc bán một chiếc xe hơi. Chúng tôi sẽ không có thương hiệu cho nó và nó sẽ không bao giờ được gọi là Myka. Chúng tôi đang bán công nghệ cho những người quan tâm đến việc chế tạo ra xe điện. EV Innovation và SCS hiện đang tìm kiếm một đối tác chiến lược trong tương lai với nhiều bên liên quan cần thiết cho bước tiếp theo quan trọng này. Như vậy, có vẻ như chiến lược mà SCS đang đi không giống con đường mà VinFast đã chọn.
Cách làm của họ có vẻ giống với Fenica hơn, đó là nghiên cứu xe điện thông minh, sau đó bán lại công nghệ nghiên cứu cho các nhà sản xuất thực thụ. Nếu đúng như vậy thì chiếc Mai Kha mà người Malaysia vẫn tự hào là chiếc xe điện thông minh, tự hành, có thể cạnh tranh với VF E34 hoặc VF E35 của VinFast, thực ra chỉ là sản phẩm thử nghiệm cho các công nghệ xe điện. Nó chưa phải sẽ không bao giờ trở thành chiếc xe điện thông minh, tự hành, thực thụ mà chúng ta đã biết. Đến giờ phút này, có lẽ người tiêu dùng Đông Nam Á vẫn chỉ có thể trông chờ duy nhất vào VinFast để có một thương hiệu ô tô điện của khu vực tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới. Mong rằng các nước Đông Nam Á khác sẽ ủng hộ VinFast giống như người Thái Lan đã từng ủng hộ VF E34 khi cho rằng đây là sản phẩm mang hai quốc tịch Việt Nam và Thái Lan. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.